Trái cà tím trọng lượng là 400g. Thịt nạc dăm xay là mình sử dụng 150g. Rồi hũ chiên sẵn là mình sử dụng là 400g. Cà chua chúng ta dùng là 250g. Hành tím băm, tỏi băm, hành lá nhặt sạch, tí tô, giấm, muối, đường, tiêu xay, bột ngọt và một ít mắm tôm nha. Đầu tiên các bạn lấy 150g thịt nạc dăm ra. Trong thịt nạc dăm có mắm tôm, tiêu xay, hành tỏi băm và bột ngọt. Chúng ta trộn đều lên, chúng ta bỏ qua một bên đi các bạn. Cà chua chúng ta cắt muối cao. Cà tím thì các bạn cắt khúc khoảng 5cm. Rồi sau khi chúng ta đã cắt hành và tí tô rồi, bây giờ các bạn sẽ cắt qua đến đậu hũ. Đậu hũ thì các bạn sẽ cắt khối vuông giống như ngày hôm trước mình làm cái món đậu hũ sốt cà chua. Nước để nấu canh thì các bạn sử dụng là 1,5 lít, tương đương với 1,5 kg. Các bạn có thể lấy cái chai nước suối để lường, hoặc là các bạn đông cũng được, thì các bạn cân là 1,5 kg. Chúng ta sẽ để chảo để mà chúng ta chiên đậu hũ. Còn một bên thì các bạn đặt bếp một cái nồi, các bạn cho vào khoảng 1 lít nước và khoảng chừng 10 gram giấm với lại khoảng 3g muối, và chúng ta chuẩn bị chúng ta sẽ luộc sơ qua cái phần cà tím. Các bạn luộc ra xong rồi các bạn đổ ra, các bạn ngâm trở lại vào nước. Các bạn canh nước sôi rồi cho cà vào để mà trần sơ qua nha. Các bạn phi hành tỏi cho thơm, 30g hành tỏi cho thơm, sau đó cho 150g thịt nạc dăm hồi nãy mình đã ướp xào lên. Khi mà thịt chín rồi thì các bạn sẽ trút cà chua vào luôn. Các bạn cho cà chua và cà tím vào, các bạn tiếp tục xào nêm một chút muối và một chút đường, 3g muối và 3g đường. Các bạn đảo một chút xíu cho cà nó hơi ngấm gia vị, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị 1,5 lít nước và chúng ta cho nước vào nồi. Cái nồi canh các bạn có sôi lên, các bạn cứ cho lửa nhỏ không sao hết nha. Nồi này là chúng ta sẽ nấu hơi kỹ một chút xíu. Tôi nhắc lại về cái gia vị, sau khi các bạn nêm vào 1 muỗng cà phê muối, 20g giấm, 10g mắm tôm, rồi các bạn nếm lại nếu còn nhạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ gia giảm nè. Các bạn có thể cho thêm mắm tôm hoặc cho thêm muối để cái vị nó vừa ăn. Rồi các bạn nêm vừa ăn, các bạn cho tía tô và hành lá vào là mình tắt bếp luôn, và các bạn múc ra tô. Ngày hôm nay á, thì ngoài cái công thức mà tôi hướng dẫn cho nhóm 7 thì bạn Phan đã hướng dẫn cho nhóm 6 nấu theo cái cách nấu của miền Bắc. Nhưng mà sau khi thành phẩm thì nó có hơi khác với lại cái nhóm 7 một chút xíu. Tức là nó ra thành phẩm thì các bạn nhìn thấy là cái nhóm 6 làm nhìn thấy nó có mở màn nhiều hơn một chút xíu, nhìn thấy nó cái màu sắc nó đẹp hơn. Nhưng mà về vị thì màu vị của nhóm 6 và nhóm 7 là tương đương. Cho nên khi các bạn nếm thì các bạn nếm để biết cái vị chuẩn của cái món này nó sẽ là của nhóm 6 hoặc nhóm 7 đều được hết. Nó đều đúng hết. Các nhóm còn lại phần lớn là các bạn đều nấu bị sai vị, tại các bạn quen cái vị của miền Nam rồi. Nhóm 1 tương đối là ít sai vị nhất. Nhóm 2 và nhóm hồi nãy tôi có nói nhóm nào ngọt quá, nhóm 2 và nhóm 4 bị cho đường nhiều quá cho nên không chấp nhận được luôn. Nhóm 3 cũng có cho đường, cũng có cho hạt nêm, nhưng mà nó đậm đà, nó ít bị lợ ngọt hơn, thì tương đối cũng chấp nhận, nhưng mà phải cố gắng kéo cho nó gần cái vị của nhóm 6, nhóm 7 một chút. Mình gia giảm vừa phải thôi, cho nên đừng có gia giảm nhiều quá, nó ra một cái món canh nó khác hoàn toàn. Nhóm 5 các bạn bị thiếu vị chua của giấm á, các bạn nêm thêm một chút xíu giấm. Giấm chúng ta cho vào là gồm có là lần thứ nhất á, chúng ta nêm vào trong canh trực tiếp, và có cái phần lúc nãy là lúc này chúng ta ngâm ở trong cái cà tím cũng có giấm nè, và luộc cũng có giấm nữa, cho nên nó sẽ hơi chua. Các bạn nhớ món canh này chúng ta phải nấu cho nó hơi nhừ nha, chứ đừng có nấu mà nó sống quá không được nha các bạn.